Lời Chúa, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên, ngày 21 tháng 11, 2024. Tình yêu thánh tâm, một chiều trên cây thập giá, nơi đồng thế gian, làm máu cùng nước tuôn tràn. Con tim nát tan, vì quá yêu thương trần gian, gánh bao tội tình Chúa đành hy sinh. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con, yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng diệu êm, luôn yêu con không bờ không bên. Thánh tâm Chúa nhân Lời Chúa, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên, ngày 21 tháng 11, 2024. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ năm, chúng ta nhớ đến Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, cầu nguyện cho các ngài được trở thành những người mục tử của lòng thương xót. Và trong tháng 11, chúng ta cũng nhớ đến những linh mục đã ban những bí tích cho chúng ta, nhất là bí tích rửa tội, thêm sức, rước lễ lần đầu, xưng tội. Những linh mục đã cử hành bí tích hôn phối cho chúng ta, những người đã chăm sóc về phần hồn cho gia đình, anh chị em của các bạn mà Chúa đã gọi các ngài về. Có khi mình sống trong gia đình, vợ chồng con cái, ngày giỗ ngày chạp, người ta còn nhớ. Anh em linh mục tu sĩ đôi khi qua đời rồi khóc lóc trong một hai năm đầu, rồi sau đó thì chìm vào quên lãng. Thì trong tháng 11, anh chị em nhớ cầu nguyện cho các ngài. Xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những lỗi lầm thiếu sót của các linh mục khi còn sống trên dương thế. Thân phận con người chắc chắn không thoát khỏi những lỗi lầm, những thiếu sót. Xin Chúa thương tha thứ và đưa các ngài về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Trên thiên quốc, các ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta, những người đang sống trong giáo hội lữ hành trần thế này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5 câu 1 đến câu 10. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan. Tôi thấy trong tay hữu đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi: đừng khóc nữa, này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của David đã chiến thắng. Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Bấy giờ, tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn con vật, giữa các vị kỳ mục, một con chiên trông như thể đã bị giết. Trên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Con chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu đấng ngự trên ngai. Khi con chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn con vật và 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt con chiên. Mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. Các vị hát bài ca mới sau đây: ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân, ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta
và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa Kitô, Ngài đã làm cho chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng con. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hữu chung. Hỡi Israel, nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiền trị. Mừng thanh danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trung họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mên chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được ve vang chiến thắng. Kẻ hữu chung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phú phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với người. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19 câu 41 đến câu 44. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta tiếp tục nghe sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Nếu mà nghe không được cắt nghĩa thì có lẽ chúng ta cũng thấy khó hiểu. Như tôi nói hôm qua, những từ ngữ dùng trong sách Khải Huyền là những cố gắng của con người dùng phương tiện trần gian để diễn tả những thực tại thần linh. Chúng ta chỉ nắm lấy ý nghĩa chính mà mỗi đoạn trong sách Khải Huyền muốn truyền tải đến chúng ta một sứ điệp nào. Trong bài Khải Huyền hôm nay, anh chị em nghe thấy là tay hữu đấng ngự trên ngai có một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài niêm bảy ấn. Đấng ngự trên ngai ấy là Thiên Chúa Cha. Bây giờ ai mà có thể xứng đáng mà mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? Không ai trên trời, dưới đất, ngay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Cuối cùng thì có một sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của David đã chiến thắng. Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Đấng ấy là ai? Đấng ấy là ai? Thuộc dòng giống con vua David, xuất thân từ chi tộc Giuđa, trong gia phả. Mà chúng ta vẫn đọc, đấng ấy là ai? Chỉ có một mình Chúa Giêsu mà thôi. Đức Giêsu xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của David. Chỉ mình đấng ấy mới xứng đáng mà nhờ làm sao mà đấng ấy xứng đáng được, vì Ngài đã bị giết và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và mọi dân. Vì đấng ấy đã chiến thắng không phải bởi binh hùng tướng mạnh, chiến thắng không phải là làm người thống lĩnh toàn thể đạo binh ở trên trời dưới đất này rồi uy phong lẫm liệt như là Napoleon, như là Hitler, như là các vua chúa trần gian với binh hùng tướng mạnh, hay là bây giờ với xe tăng rồi với những vũ khí hạt nhân. Không phải chiến thắng bởi cái đó, nhưng mà chiến thắng bởi việc đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Đứng ngồi trên ngai là Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu đã vâng lời Cha của mình: của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Mà ý của Thiên Chúa Cha
là muốn cho con của Ngài đến hy sinh để đền thay tội lỗi của cả nhân loại. Vì khi nhân loại đã phạm tội rồi thì không còn ai có thể xứng đáng được nữa. Không còn có cách nào để họ có thể trở lại được tình trạng nguyên thủy ban đầu là chưa phạm tội được nữa. Bây giờ có một đấng vô tội mà chịu chết như người có tội vì vâng lời cha của mình. Chết và như thế đấng ấy được Thiên Chúa Cha cho phục sinh và đặt làm vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, đặt làm ngai, đặt lên trên ngai. Và đấng ấy xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở niêm phong, vì Ngài đã bị giết và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Chuộc về cho Thiên Chúa cái gì? Muôn người thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi nước, mọi dân. Tất cả đều được Thiên Chúa cứu chuộc. Tất cả đều cần được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch để xứng đáng mà được vào hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Vấn đề là người ta có muốn hay không? Người ta có chấp nhận hay không? Người ta có chịu để cho Chúa cứu, Chúa chuộc lấy hay không? Thôi, cô, hai ba cô này bị bán sang bên Thái Lan hay bên Trung Quốc làm gái chẳng hạn. Giờ ông này đến chuộc về, mỗi cô là bao nhiêu? Mỗi cô 2 tỷ. Ông đại gia này có tên là 2 tỷ, lúc nào cũng xài 2 tỷ không? Thì bây giờ trả tiền cho chủ chứa đi, ông ngồi sau trả đi. Trả chưa? Bây giờ ba cô này có muốn về hay không là chuyện của ba cô ấy. Thấy không ạ? Có muốn ở bên Chúa Trung Quốc hay về Việt Nam? Có xanh muốn về hay ở? Cô có đen? Muốn ở? Muốn ở Trung Quốc. Giờ cô không muốn về nữa, còn cô áo vàng. Ở nữa. Tôi bỏ ra 6 tỷ chuộc ba cô mà có mỗi một cô áo xanh, còn cô đen áo vàng không chịu về. Cứ thích ở bên Trung Quốc, ông chủ đó làm gì hơn được. Thấy chưa? Ông không làm hơn gì được, tôi đã trả tiền xong hết rồi. Bởi chỉ đồng ý là dắt về thôi, qua biên giới thôi, nhưng mà không chọn lựa ở Trung Quốc thì chịu thôi. Chịu thôi. Vì thế mà Ngài đã chuộc hết muôn người, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi nước, mọi dân, rồi lại làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta và được làm chủ mặt đất này. Chúa đã chuộc lại, đưa cô ấy về không phải là tiếp tục lại làm bán quán cà phê, làm nô lệ nữa, mà đưa cô về để làm chủ quán, mà nhất định không chịu. Chúa đã chuộc chúng ta bởi máu và nước của Ngài rồi, cho chúng ta thành một dân, một vương quốc, những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa. Nhưng ta không chịu phụng thờ Thiên Chúa, ta vẫn cứ muốn ở bên thế gian, muốn cứ thuộc về ma quỷ để phụng thờ thế gian, xác thịt, quyền lực của ma quỷ. Rồi Chúa cho chúng ta làm chủ cả mặt đất này. Chúa ban cho con người được ơn lớn như thế mà họ không nhận ra. Làm chủ mặt đất này, không muốn làm chủ lại muốn làm nô lệ, lại cứ muốn sang bên Trung Quốc, tháng được bao nhiêu không biết. Tội nghiệp quá, thương quá, mà ông chủ, ông này, ông 2 tỷ này, ông chịu thua chẳng làm gì được. Thực ra còn thương nó lắm, tội nghiệp hai đứa nó, chúa tôi nhìn thấy thương lắm. Nhưng mà nó không muốn, nó không chịu, con lôi nó về, tới bên dưới nó lại chạy, bỏ chạy, vùng chạy, mấy lần rồi? 5 lần rồi, chứ làm gì hơn được bây giờ? Làm gì hơn được bây giờ? Cho nên muốn cứu, Chúa muốn cứu, nhưng mà con người ta có chấp nhận cứu hay không, đó là quyền tự do của con người, và đó là gọi là mầu nhiệm của tình yêu tự do và tội lỗi. Mầu nhiệm của tình yêu tự do và tội lỗi. Vì yêu thương không thể ép được, mà không thể ép được cho nên con người được tự do và lựa chọn. Và tự do lựa chọn có thể lựa chọn Thiên Chúa và lựa chọn ma quỷ, lựa chọn những điều thánh thiện và lựa chọn sự tội lỗi. Như cô áo xanh lựa chọn về Việt Nam hay ở lại Trung Quốc. Hai cô đã lựa chọn ở lại Trung Quốc thì cũng phải chịu thôi. Không thể ép được. Anh có đưa về thì về bên Việt Nam, vậy cũng thế nào nó trốn sang Trung Quốc, nó trốn qua đó mấy lần thôi.
Nó cũng trốn năm lần. Làm gì bây giờ? Cười mà cười ra nước mắt. Biết sao bây giờ? Biết sao bây giờ? Tốn 5 lần, mỗi lần là bao nhiêu? Là mấy tỷ? 2 tỷ và 4. 4 tỷ, năm là 20 tỷ rồi chứ mà ít của vậy đâu mà không chịu. 20 tỷ là gì đâu. Còn đối với Thiên Chúa là ngay cả mạng sống của con một ngày là Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng không tiếc để mà chuộc lấy. Muôn người, muôn nước, muôn dân tộc, muôn ngôn ngữ thuộc chuộc hết. Lòng thương xót của Ngài bao trùm hết thế giới này, vũ trụ này, nhân loại này, không loại trừ một ai. Ấy thế nhưng mà con người ta lại không chịu. Như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Thấy thành khóc thương. Anh đứng anh khóc thương tội nghiệp trong mấy cô ấy. Không làm gì được. Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem, không phải thương cái thành vật chất, cái thành xây bằng xi măng cốt thép, không phải. Nhưng mà thương những người dân sống ở trong cái thành ấy. Dân, cái thành ấy là tượng trưng cho những người dân thành ấy. Dân thành ấy, dân Jerusalem, dân Do Thái, họ đã không nhận biết ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm, không nhận biết những gì đem lại bình an cho họ. Và Chúa thấy trước hậu quả họ phải sẽ lãnh nhận, đấy là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Đấy là những gì mà họ tự họ lựa chọn. Cũng giống như anh biết chắc số phận của hai cô này mà trở lại, tiếp tục lại ở trong nhà Chúa và thân tàn ma dại mà thôi. Nhưng mà biết làm thế nào được bây giờ, khi mà mình đã tìm mọi cách rồi, không tiếc cái gì cả mà họ vẫn không chịu. Thưa anh chị em và các bạn, dưới cái nhìn của các tiên tri thì số phận của thành Jerusalem gắn liền với niềm tin và lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Sự trung thành của thành thánh luôn đem lại thịnh vượng và an bình. Trái lại, tai họa luôn là hình phạt cho sự phản bội. Ngay từ xa xưa, Jerusalem chúng ta thấy là tiên tri Jeremiah đã loan báo về sự sụp đổ của thành ấy rồi vào năm 587 trước công nguyên. Trong tin mừng, dường như là Chúa Giêsu cũng muốn lấy lại ngôn ngữ của Jeremiah để loan báo về sự sụp đổ của thành thánh vào năm 70 sau công nguyên. Tiếp theo những biến cố này là một loạt tang thương xảy đến cho dân Do Thái, mà cao điểm là 6 triệu người Do Thái bị tàn sát do Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến. Thưa anh chị em và các bạn, như vậy thì dưới cái nhìn của Luca, sự sụp đổ của Jerusalem và bao tai họa xảy đến cho dân Do Thái đều là hậu quả của sự khước từ hồng ân của Thiên Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Khước từ hồng ân của Thiên Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Chúa là một sự xúc phạm đến tình thương của Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta thấy nhiều người vẫn khước từ lòng thương xót của Chúa, không nhìn nhận lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình. Đó là điều mà Chúa Giêsu cảm thấy rất đau lòng. Và Ngài khao khát cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Ngài để họ được cứu. Cũng giống như là anh khao khát cho họ nhận biết, anh muốn cứu họ ra khỏi nhà Chúa, cứu họ ra khỏi cái đất nước mà họ đang bị như là một gái làm nô lệ như vậy mà họ không chịu. Thì Chúa Giêsu, thưa anh chị em và các bạn, đến trần gian này, đến một đất nước, vì là người mà thì phải có một quốc gia, phải có một đất nước, phải có một gia đình. Ngài đã chọn dân Do Thái làm dân riêng rồi. Đó là một cái ưu tiên số 1 rồi.
và Ngài ở giữa dân Do Thái, ở đất nước đó, trong quốc gia đó, rao giảng ưu tiên cho họ để họ đón nhận Ngài, đón nhận Đức Giêsu để họ được cứu, nhưng mà họ không cứu. Ước gì ngươi đón nhận sự bình an đang đến cho ngươi này. Ngươi đã khước từ sự bình an ấy, ngươi đã không đón nhận, cho nên Chúa khóc thương vì biết rằng nếu mà không đón nhận thì sẽ phải lãnh nhận hậu quả đó. Nhưng họ đã không làm, họ không đón nhận. Ngày hôm nay nhiều người cũng không đón nhận lòng thương xót của Chúa, và kết quả là chiến tranh, đổ nát, hận thù, ghen ghét, chém giết lẫn nhau. Nếu họ đón nhận lòng thương xót của Chúa thì có nỡ lòng nào mà đem binh hùng tướng mạnh sang đánh một đất nước nhỏ bé, rồi tiêu diệt người ta, làm cho bao nhiêu nhà tan cửa nát và bao nhiêu người chết không? Nếu mà đón nhận lòng thương xót của Chúa thì người ta có nỡ lòng nào đi bắt cóc bao nhiêu người dân, rồi gây ra cuộc chiến tranh Trung Đông để bây giờ cả thế giới đang sống trong hoang mang lo sợ không? Nếu mà có lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa thì một ông tổng thống có nỡ lòng nào mà đem hết tất cả thanh niên mà đem nướng vào lò chiến tranh hay không? Rồi đem đi mà thử vũ khí hay không? Không đón nhận lòng thương xót, cho nên hậu quả là chiến tranh, là bạo lực, là chém giết, là ghen tức, là hận thù, là biết bao nhiêu đổ vỡ, biết bao nhiêu tang thương. Cái hậu quả gây ra là như thế. Mà người ta không chịu đón nhận lòng thương xót của Chúa, vẫn đầy hận thù, vẫn đầy ghen ghét. Và Chúa khóc thương, khóc thương như vậy. Nhưng thưa anh chị em, đừng tưởng rằng con người có thể làm hỏng được chương trình của Thiên Chúa khi từ chối không hợp tác với người. Khi tôi từ chối không hợp tác với Chúa, đừng tưởng như thế là tôi lại có quyền làm vỡ, làm hỏng kế hoạch của Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài không đầu hàng trước sự khước từ của con người. Bởi vì cái chết của Đức Giêsu trên thập giá đã trở thành nguồn ơn cứu thoát cho nhân loại. Anh chị em không nghe Giáo hội gọi tội nguyên tổ là tội hồng phúc đó sao? Ôi tội hồng phúc. Đấy phải là sắc tín của chúng ta mỗi khi chúng ta nhìn vào các biến cố lịch sử xảy ra. Chúa không chịu thua sự khước từ của con người. Giống như Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn nói, Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta. Chỉ sợ chúng ta mệt mỏi không đón nhận sự tha thứ của Chúa mà thôi. Cho nên Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng công cuộc lòng thương xót sẽ có lúc nó như thử là bị tàn lụi hoàn toàn bởi sự chống phá của Satan, dùng bàn tay của con người để chống phá công cuộc lòng thương xót, có lúc nó như bị lụi tàn. Nhưng đó là công cuộc của Chúa. Chúa điều khiển từng chi tiết một. Chúa cho phép sự dữ xảy ra. Chúa cho phép Satan lộng hành để chống phá công cuộc này, để thử thách lòng tín thác của con người, để coi khi con người đến còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không. Rồi sẽ có lúc công cuộc này sẽ bùng lên. Như bây giờ anh chị em biết, các nơi đều biết đến lòng thương xót của Chúa. Và càng nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì vinh quang của Chúa được tỏ hiện bấy nhiêu. Và Chúa nói chương trình của ta chắc chắn sẽ đi đến đích. Công cuộc lòng thương xót phải đi đến đích. Vì đó là bàn tay của Chúa, công cuộc của Chúa, công việc của Chúa. Chúng ta chỉ là những người thợ Chúa dùng trong chương trình, trong kế hoạch loan truyền lòng thương xót của Chúa mà thôi. Những lúc khó khăn, những lúc thử thách, những lúc thất bại, những lúc người ta khước từ lòng thương xót Chúa, đau lắm chứ, xót lắm chứ. Đưa những cái máy mà người ta không đón nhận, gửi những bài đi người ta bảo đừng gửi nữa, người ta không muốn nghe. Hoặc là đem món quà lòng thương xót Chúa người ta khước từ, đau lắm, buồn lắm. Nhưng mà không phải tất cả đều như vậy. Trải qua 20 năm tôi thấy càng ngày người ta càng khao khát, càng đón nhận. Càng lúc bị khó khăn, càng lúc thử thách, càng lúc lũ lụt, càng lúc thiên tai, thì chính những lúc ấy người ta lại khao khát đón lòng thương xót của Chúa hơn bao giờ hết. Có khi người ta được đầy đủ, có khi người ta được giàu có người ta sống trong nhung lụa, có khi người ta được đầy đủ những danh dự vinh quang của thế gian ban cho, người ta không cần đến lòng thương xót Chúa. Nhưng có lúc không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, không còn đồng tiền nào dính túi, sức khỏe kiệt quệ, không còn chỗ nào để bám víu, như là Jerusalem bị tàn phá, thì lúc đó người ta
mới ngồi đâu mà tiếc xót giá mà. Ước gì biết vậy tôi đón nhận lòng thương xót Chúa sớm thì đâu phải xảy ra cái nông nỗi này, đâu phải tệ hại như thế này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nậm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Tình yêu thánh tông đẹp tựa như hoa nở thắm, lỗi lầm thế gian được Chúa tẩy xóa uy an, xua tan tối tăm rồi chiếu muôn tia hương đông, xác thân linh hồn thắm đẹp như son. Tình yêu thánh tông luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tông luôn yêu con năm tháng diêu êm, luôn yêu con không bờ không bến. Thánh tâm Chúa nhân hiền xoa dịu bao nỗi oan thiên. Sống đúng sống đẹp thứ năm 21 tháng 11 2024, chuyện xưa tích cũ, người đẹp trong tranh. Con hân hoan hát vang bài ca, xin cảm tạ tình Chúa bao la. Đường con đi lắm lúc gian nguy, có Chúa đi cùng con nào sợ chi. Con xin tạ ơn lòng thương do Chúa ban cho con suốt muôn tình yêu. Con chìm sâu trong thánh ân của Ngài, Ngài yêu con không bên không bờ. Sống đúng sống đẹp thứ năm 21 tháng 11 2024, chuyện xưa tích cũ, người đẹp trong tranh. Ngày xưa vào thời Hồng Đức, có một người học trò nghèo, cha mẹ mất sớm, trọ học ở phường Bích Câu, phía nam thành Thăng Long. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì nhưng mà người ta cũng gọi chàng là Tú Uyên. Một ngày vào mùa xuân, chùa Ngọc Hồ mở hội vô giả, thiện nam tín nữ ở kinh đô và bốn phương tụ hội rất đông. Tú Uyên không lỡ bỏ cơ hội đi tìm người đẹp. Chàng vui chân đi quanh quẩn mãi đến tận chiều, bèn ngồi nghỉ gốc đa gần chùa. Chợt trông thấy một cái lá bay đến trước mặt, chàng nhặt lên xem, thì ra sau lưng chiếc lá ấy có đề một bài thơ đầy những lời trêu ghẹo. Chàng tưởng là có người nào đó ở trên lầu cao ném xuống rồi nấp vào một chỗ. Nhưng ngước nhìn mọi nơi, không thấy gì cả. Quái sao lại có ai ném chiếc lá mà sau chiếc lá có bài thơ hay thế này? Ai vậy? Ai đó?
Có ai đó không? Có ai đó không? Có ai đó không? Đừng lúc ngơ ngác, Tu Yên bỗng thấy một đám người từ trong chùa đi ra. Họ đang vui vẻ hát bài Xuân đã đến rồi, rèo răng ngàn hồn hoa xuống đời. Vui xuân bình minh, muôn loài chim hót ca mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, chùa phiêu tường rộng hoa thương sáng. Ánh xuân đem vui với đời. Chúc mừng năm mới nha, chúc mừng năm mới. Năm mới, Happy New Year. Năm mới, năm mới, năm mới. Bình an, mạnh khỏe, chúc mừng năm mới. Vano, chúc mừng năm mới. Đám người ấy vui vẻ, vừa hát vừa chúc mừng năm mới nhau. Trong đó có một cô gái rất trẻ. Thấy nàng liếc mắt nhìn, Tu Yên lại bắt chuyện. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Lòng Tu Yên như nở hoa. Nhưng khi sắp đến đình Quảng Văn, thì người con gái bỗng nhìn biến mất. Ô, ô, em đâu rồi? Em đâu rồi? Cô ơi, cô đâu rồi? Cô ơi! Tu Yên đứng ngẩn ra rất lâu, mãi đến tối mới trở về nhà. Từ đấy, Tu Yên đêm mơ ngày tưởng không thiết gì ăn uống học hành. Lúc nào cũng nghĩ đến người đẹp mới gặp hôm đầu năm vừa rồi. Chàng biết tương tư là gì? Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Tôi ghé răng cắn vào, mặt môi ngọt đắng, tình yêu cuối cùng. Và trôi trang cầu thề, biết cho đôi dòng lệ rơi. Ngày nào chàng đã biết tương tư, đã biết nhớ, biết thương, và từ đó không chịu học hành ăn uống gì cả. Nghe tin ở đền Bạch Mã rất thiêng, chàng đến xin quẻ, rồi ngủ đêm tại đền để cầu mộng. Đêm hôm ấy, có một vị thần hiện ra trong giấc mộng của chàng và bảo rằng, này, anh chàng mê sắc kia, nghe đây, ta thấy anh si tình quá, bỏ ăn, bỏ học. Đến đây cầu khấn, ta chứng cho lòng thành của anh. Ngày mai, hãy đến cầu đông, ta sẽ cho biết một tin rất tốt. Hỡi chàng si tình kia, nhớ nhé, sáng mai hãy đến cầu đông, sáng mai hãy đến cầu đông. Hôm sau, chàng y hẹn đến cầu đông. Đợi mãi, mới gặp một ông già bán tranh. Đưa tới mời chàng mua một bức tranh tố nữ. Chàng mở ra xem. Thì hình dạng người tố nữ trong tranh chẳng khác gì người mà chàng đang mong đợi. Không chần chờ, không trả giá, chàng mua ngay bức tranh ấy, đem về, treo bên cạnh ở chỗ ngồi. Đến bữa ăn, chàng dọn ra hai đôi đũa, hai cái bát, mời người đẹp trong tranh cùng ăn giống như người thật. Chàng hơi ngạc nhiên. Khi nhìn vào bức tranh ấy, chàng có cảm giác như là cái người tố nữ trong tranh khi chàng mời, hai má đỏ bừng lên như là có ý e thẹn. Một hôm, Tu Yên đi học về thì thấy giữa giường đã sẵn sàng một mâm cơm có thức ăn ngon, khác với cơm rau thường ngày.
Wow, không biết ai mà đến dọn cơm cho mình. Trên bàn có mâm cơm ngon như thế này. Mọi bữa mình chỉ có miếng rau mà hôm nay sao mà có cá, có thịt ngon thế này. Ở đâu vậy ta? Tuyền không biết là ở đâu, nhưng mà vốn đang đói bụng, chàng cũng ngồi vào ăn. Ai đưa thì không cần biết, đói thì ta cứ ăn đã rồi tính sau. Tiếp mấy hôm sau, mâm cơm đều dọn ra như thế. Chàng nửa ngờ, nửa mừng, không hiểu ra làm sao. Quái thật, ai mà lại tốt bụng như thế này? Cứ ta đi vắng lại đem mâm cơm đến, ta đi vắng lại đem mâm cơm đến. Bữa thì gà, bữa thì cá, bữa thì bò. Wow, cơm ngon quá, không biết ai mà lại có lòng tốt như thế này ta. Lạ thật, ta phải rình xem như thế nào, coi ai là tác giả của những mâm cơm ngon như thế này. Hôm khác, chàng và Tảng đi học. Nửa đường quay trở về, nấp ngoài cửa sổ dòm vào. Khi nhìn vào trong nhà, chàng bỗng giật mình ngỡ ngàng vì thấy không ai khác, chính là nàng Tố Nữ, người đẹp ở trong tranh, bước ra dọn dẹp nhà cửa rồi xuống bếp nấu cơm, làm y như là một người vợ, một người nội trợ trong nhà. Chàng đột ngột xô cửa bước vào, nắm chặt lấy tay nàng mà rằng: thì ra là nàng. Bấy lâu nay tôi mỏi mắt đợi trông nàng, thì ra nàng trốn ở trong tranh. Vậy mà nàng không cho tôi gặp. Bây giờ tôi đã gặp nàng được rồi thì nhất định tôi không cho nàng đi khỏi tôi nữa. Ô không được, không được đâu, không được đâu. Không, nhất định tôi phải giữ nàng lại. Không được đâu, không được đâu. Nhất định tôi phải giữ nàng lại, không thể để cho nàng lọt khỏi vòng tay của tôi nữa. Nàng có biết không, tôi đã yêu nàng, tôi đã mơ tưởng nàng ngày đêm, mơ tưởng nàng, nhớ thương nàng, đưa nàng về. Bây giờ không thể để nàng đi được nữa. Không được đâu, không được đâu, không được đâu, tôi phải đi. Không, không thể được. Nàng phải ở lại với tôi, vì tôi đã yêu nàng, tôi thương nàng. Nói xong, Tu Yên giật bức tranh trên tường xé đi. Người con gái đỏ hai đôi má, xe xẽ đáp lại: sao mà chàng ác thế? Thiếp đã lạc vào nhà chàng rồi, đâu dám không vâng lời nữa. Thôi, thiếp đành ở với chàng, thiếp chấp nhận ở với chàng. Nàng cho tôi biết nàng tên là gì? Thiếp tên là Giáng Kiều. Vốn có duyên nợ với chàng, cho nên được xuống trần để kết đôi lứa với chàng. Tú Yên. Tú Yên không gì sung sướng bằng. Nàng giơ tay lên trời thề bồi: ô, nếu như vậy thì nàng hãy ở đây với ta, hãy làm vợ của ta. Ta thề rằng cho dù biển cạn đá mòn, ta vẫn cứ yêu nàng. Ta sẽ sống chết vì nàng. Ta sẽ ăn đời ở kiếp với nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng. Ta sẽ chăm sóc nàng. Ta sẽ không để cho nàng đi đâu nữa. Không để cho nàng vất vả nữa. Ta sẽ làm tất cả vì nàng, vì ta yêu nàng. Ta thề trời đất chứng giám, không nuốt lời thề. Yêu nàng mãi mãi, yêu nàng mãi mãi. Hai người chuyện trò hồi lâu, Tuyên giục nàng thành thân. Giáng Kiều bảo: để thiếp bày tiệc, mời các bạn tiên để chứng kiến cho lễ cưới của đôi ta chàng nhé. Nói xong, nàng rút cái châm trên đầu, hóa phép gian nhà thành một nơi màn gấm rèm ngọc. Kẻ hầu người hạ rầm rập, đồ ăn thức uống lộng lẫy. Chỉ một lát, cỗ bàn bày ra, đàn sáo vang lừng. Các bạn tiên lần lượt đến ăn uống chuyện trò, ca hát nhảy múa, rất vui vẻ và chúc mừng cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng!
vương. Trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Nhưng từ ngày được vợ đẹp, Tú Uyên không buồn giờ đến sách vở nữa, không trụ chuyên chăm học hành, suốt ngày chàng ở bên vợ. Và đặc biệt một điều là chàng thích uống rượu và ăn ngon. Giáng Kiều khuyên can mãi, nhưng Tú Uyên vẫn chứng nào tật nấy. Chàng ơi, chàng còn trẻ, còn có tương lai, phải lo học hành thi cử đỗ đạt, rồi có công danh sự nghiệp để cho thiếp nở mày nở mặt. Bây giờ chàng cứ không chịu học hành gì cả, suốt ngày cứ uống rượu ngâm thơ, rồi cứ đòi ăn ngon, lấy đâu mà ra. Uống rượu hại sức khỏe, ăn mãi mà không làm thì núi cũng phải lở. Chàng có biết không, tương lai của chúng ta sẽ tối tăm mù mịt vô cùng. Chàng nghe lời thiếp đi, bớt uống rượu, chịu khó kham khổ một chút, dành dụm lấy tiền ăn học, rồi sau này đỗ đạt công danh sự nghiệp, lúc đó rồi hãy lo ăn uống hưởng thụ. Bây giờ chưa có cái gì cả mà cứ suốt ngày ăn uống, suốt ngày nhậu nhẹt rồi ca hát, không chịu làm như thế này, lấy người chồng như thế này thì thiếp không thể chấp nhận được chàng ơi. Ồ, có sao đâu, uống tí cho nó vui thôi mà. Nàng cứ an tâm, ta sẽ học thôi, ta sẽ có tương lai. Tương lai gì được chàng ơi, le nhè với người thiếp mùi rượu đấy, thiếp còn khiếp lên, rồi đầu óc nó mụ đi, rượu vào lời ra. Làm sao mà học được, mà không học thì làm sao mà đi thi, không đi thi làm sao đỗ đạt, không đỗ đạt làm sao mà có công danh, có sự nghiệp. Có ai mà say sưa mà làm nên công danh sự nghiệp hay không chàng ơi. Nghe thiếp đi, nếu mà không thiếp không thể chấp nhận không ở với chàng được nữa đâu. Nàng cứ ở với ta, ta đã thề với nàng rồi là chúng ta sẽ sống chết có nhau mà. Sao lại được như thế rồi, nàng uống với ta một ly đi. Thôi chúng ta sống chết có nhau. Ba năm trôi qua, Tú Uyên không lai vãng đến việc học hành, rồi dần dà trở nên một tay nghiện rượu, bợm rượu. Đã uống là uống đến say, và khi say thì không còn biết trời đất là gì nữa. Thậm chí nhiều lần đã mắng chửi vợ nặng lời, lúc nào cũng say. Uống rượu mà không say thì nào hay, uống rượu mà không say thì nào mê. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men nồng rượu ta quay cuồng say. Tâm hồn ta bay theo trời mây, uống vui đêm này. Uống cho nó nê trong tâm hồn ta, say cho quên đi sầu đau nhân thế. Ly rượu nào vơi trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi, uống cho thêm yêu đời. Uống đi, uống cho ta quên đời. Uống đi, uống cho ta quên đời. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Giang Kiều giận lắm,
Một hôm thấy chồng từ tiểu quán khật hưởng bước về nhà, nàng vực vào giường, rồi nhân lúc chồng ngủ thiếp đi, nàng bay về trời. Tỉnh rượu, Tú Yên không thấy vợ đâu nữa, rất lấy làm hối hận. Suốt một tháng, chàng bỏ ăn bỏ ngủ, kêu khóc thảm thiết. Tôi hối hận quá, chỉ vì đam mê rượu, tôi đã không giữ được vợ của tôi. Tôi đã xúc phạm đến nàng. Tôi không xứng đáng làm người chồng. Tôi không xứng đáng làm người nữa. Ôi, chỉ vì rượu. Chỉ vì rượu mà tôi đã mất hết cả tương lai, mất vợ, mất hết sự nghiệp. Không học hành, không làm gì nước, không làm gì được. Ôi, rượu, một chất độc khủng khiếp. Rượu phá tan nát cuộc đời của tôi. Rượu phá tan hạnh phúc của tôi. Tôi thề từ bây giờ, tôi không uống dù một giọt rượu, tôi cũng không uống. Vì rượu là kẻ thù đã phá tan nát hạnh phúc của tôi, đã dập tắt tương lai của tôi, đã làm cho tôi không ra người nữa. Rượu, kẻ thù của tôi. Bạn bè hết lời khuyên dỗ, nhưng chàng không sao giảm được ưu sầu. Giận thân, chàng chỉ muốn tự vẫn cho xong đời. Sống như thế này thì sống làm gì nữa, còn ý nghĩa gì nữa hay không? Tôi đã biết rồi. Các bạn đừng dại dột như tôi, đừng đam mê rượu nữa. Dù mình cứ nói là vui mới uống, nhưng mà biết đâu mà kiềm chế được nó. Một ly rồi hai ly rồi ba ly, uống rượu xong mất hết tính người, nói năng lảm nhảm, nói không còn kiểm soát được lời nói và không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Tôi đã mắng chửi vợ của tôi đã xúc phạm bên vợ của tôi đã đánh mất tương lai của tôi không đáng sống nữa. Thôi, tôi chết đi cho rồi, chết đi cho rồi. Tú Yên ơi, rượu ơi. Chàng quyết định tự vẫn cho xong đời, lấy cái dây tính treo lên cổ, treo cổ lên xà nhà để tự tử. Nhưng cái dây vừa vắt lên xà nhà thì bỗng có một trận gió thoảng qua đưa mùi hương đến. Giáng Kiều đã hiện ra trước mặt. Tú Yên vừa mừng vừa thẹn. Ô, có phải là em hay không? Có phải Giáng Kiều đó hay không? Giáng Kiều đây, chàng đừng tự hại thân mình nữa. Thiếp đã nghe được tiếng chàng than khóc. Thiếp đã hiểu được tâm lòng của chàng. Thiếp đã thấy được sự hối hận. Thiếp mong rằng từ đây chàng hãy bỏ ngay rượu đi, đừng bao giờ uống dù một giọt rượu nữa, để làm chủ được bản thân mình. Nếu chàng hứa chắc chắn như vậy thì thiếp sẽ quay trở về sống với chàng, vợ chồng mình sẽ được hạnh phúc. Ô em à, bây giờ thì anh hối hận lắm rồi. Thành thật xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh thề từ nay không bao giờ nhấp dù một giọt rượu. Anh thề từ nay sẽ yêu em mãi mãi. Anh thề từ nay sẽ bảo vệ em, sẽ giữ lời hứa này với em. Không bao giờ một giọt rượu đụng đến miệng lưỡi của anh được. Hãy tin anh đi, cho anh cơ hội, cho anh làm lại cuộc đời. Vợ chồng chúng mình sẽ hạnh phúc như xưa em à. Được, nếu mà chàng quyết tâm chừa bỏ rượu, quyết tâm hối cải, thiếp sẽ quay lại cùng chàng. Từ đó, hai vợ chồng lại vui vẻ hạnh phúc như xưa. Bạn bè đến chúc mừng. Ô, chúc mừng. Ô, mừng quá. Chúc mừng, mừng quá, mừng quá. Chúc mừng nha. Cố gắng nha, cố gắng nha. Chẳng bao lâu, Giáng Kiều sinh được một bé trai. Đứa bé lớn lên rất thông minh, học ngày một giỏi. Một đêm nọ,
bỗng có hai con hạc đến đón ở sân. Hai vợ chồng dặn con ở lại, rồi cưỡi hạc bay lên trời. Từ đó, trong dân gian lưu truyền câu chuyện về sự tích Tú Uyên, Giáng Kiều, người đẹp trong tranh. Anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, chúng con có thích uống rượu không? Dạ không. Có dám uống rượu không? Dạ không. Có muốn uống rượu không? Dạ. Chúng con thấy rượu tai hại như thế nào? Rượu làm cho Tú Uyên không còn tỉnh táo, không còn tính người nữa. Một người đẹp như thế, mơ ước, rồi tương tư, rồi ngày đêm mong nhớ như vậy. Đến khi có được người đẹp, và người đẹp ấy là một người vợ rất ngoan, rất là đảm đang, chịu thương, chịu khó chăm sóc cho chồng. Ấy thế nhưng mà, giống như là bài hát chất chiêu tháng tháng cho chồng đi thi, chồng tôi cưỡi ngựa đi thi, mà không chịu đi thi, không chịu học hành gì cả. Tú Giáng Kiều vẫn phải làm thân cỏ lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Nuôi chồng ăn học mà chồng chỉ có ăn mà không chịu học. Nuôi chồng để chồng học rồi mà đi thi rồi đỗ đạt. Chồng thì chỉ biết uống rượu say sưa. Ngày hôm nay trong rất nhiều gia đình Việt Nam và chắc nhiều gia đình khác ở nước ngoài, ở những nước khác cũng thế. Những người chồng cứ rượu vào thì lời ra. Nhà thưa cha, chồng con tốt lắm ạ. Nhưng mà cứ mỗi lần uống rượu vô thì anh ấy không kiểm soát được mình nữa. Anh ấy lè nhè, rồi anh ấy nói năng lung tung. Rồi có khi thì nổi điên lên, đuổi vợ con ra khỏi nhà. Đi nhậu về 9-10 giờ đêm, có khi 11-12 giờ đêm. Đuổi vợ con ra ngoài vườn, rồi trong nhà đóng cửa lại. Cứ lải nhải nói, vợ con đi ra ngoài vườn trốn. Nếu mà không là lôi vào đánh đập, dã man vô cùng. Rồi hôm sau tỉnh rượu mới nói xin lỗi. 100 lần xin lỗi, rồi cứ 101 lần phạm tội, sai sót như thế. Thôi chúng con không thể sống chung với nhau được nữa. Bao nhiêu là gia đình tan nát hạnh phúc vì rượu. Rất nhiều người làm vợ và là mẹ đến thưa cha, cái thằng con trai của con nó đổ đốn quá cha ơi. Suốt ngày nó rượu chè, nó đánh đập vợ con làm mẹ nó mà con đau lòng. Đôi khi nó điên lên nó chửi cả con nữa, chửi cả bố nó nữa, cha còn biết nể nang ai cả. Rồi có những khi mà say sưa rồi chửi cả cha xứ, cha cụ gì nó cũng chẳng nể nang. Rượu vào lời ra, mất hết nhân tính. Rất nhiều người làm vợ, làm mẹ đến xin tôi cầu nguyện. Xin Chúa lòng thương xót thay đổi, chứ để rượu chè khiếp quá, sợ quá. Rồi có những anh thanh niên cũng đến nói thưa cha cầu nguyện cho con bỏ được tính rượu đi. 30 năm, 40 năm, ngày nào cũng một ly, rồi cứ dần dần một ly rồi. Lì một lam là gì? Làm một ly, ngày nào cũng lì một lam, mà làm một ly mới được cái ly nó bé, xin đi xoay chừng bằng ngón tay. Rồi từ từ cũng lì một lam đó, nhưng mà lưỡi cứ to dần, nó thành cái ly tướng như thế này, mà cứ mỗi bữa con cứ lì một lam, cứ như thế. Cha có chính những anh em ấy, chính những ông ấy cũng đến xin cha cầu nguyện cho con, vì con muốn bỏ lắm, thành tâm muốn bỏ lắm. Giống như là Tú Uyên, phải hối tiếc, hối hận vì hành vi của mình, thấy được cái hậu quả gây nên bởi rượu, thế là hậu quả tai hại. Có những người rượu vô rồi đốt cả nhà, có rồi có khi đốt cả vợ con bị thiêu sống, điên lên rồi chả biết cái gì nữa, ăn nói không còn biết cái gì nữa. Có những anh em đi làm việc với tôi về sau, tôi bảo một là đi theo cha thì bỏ rượu, còn nếu mà cứ không có bỏ rượu thì không cho đi theo nữa. Bình thường thì không sao, cứ uống một vài lon vô là bắt đầu lè nhè. Cứ ngồi, có những anh thì lại vô ngồi giảng đạo chứ. Bảo nhà, cái xui quá cha, nhà con đang giảng đạo này. Cứ giảng đủ thứ chua mẹ, rồi nói linh tinh lại nhảy làm nhảm suốt đêm. 2-3 giờ sáng làm nhảm lại nhảy. Hồi đó tôi ở nông trường, đối diện tôi ở nông trường Củ Chi, tôi đi 3 năm mà.
trước khi trụ chức linh mục bắt phải đi lao động 3 năm. Mới đi 1 năm nhưng mà tôi đi tới 3 năm. Thì trước cửa nông trường có gia đình, ông bố với thằng con cứ rượu suốt, tôi cứ phải nghe, cứ chỗ đi con. Cha một ly, con một ly. Cứ cha một ly, con một ly. Vô đi con, cha một ly, con một ly. Hai đứa mình là anh em. Cứ vậy, cứ cha một ly, con một ly. Hai đứa mình là anh em. Rồi con cũng vô đi, rồi bố, con đi bố, bố ly, con ly. Hai đứa mình là bạn bè. Không còn biết nói cái gì nữa. Người vợ cứ chạy sang trốn. Thì thưa anh chị em và các bạn, bây giờ người ta tổ chức quá nhiều bữa ăn, có nhiều bữa tiệc, tiệc cưới, sinh nhật, rồi tân gia, rồi dỗ, rồi kỷ niệm ngày cưới, rồi ngân khánh linh mục, rồi tạ ơn, rồi đủ mọi thứ. Mà đã có ăn thì phải có rượu, ăn thì phải uống, mà bảo uống cha cho ăn mà bắt uống nước ngọt thì sao mà còn ngon được nữa, phải có bia, bia bọt, luôn phải bia bọt, rồi sang hơn thì phải có rượu, mà chưa phải rượu ngoại nữa cơ. Đó. Cho nên là nhiều khi những bữa tiệc, xin lỗi anh chị em, những bổn mạng hay là quan thầy hay là lễ gì đó mà cứ lễ rồi phải có lạc, lễ xong rồi có lạc, tức là lễ nhà thờ xong về phải lạc, tức là vừa ăn uống nhậu nhẹt thì mới là lễ. Lễ mà không có lạc thì nó buồn. Mà ăn thì lại cứ phải uống, mà không chịu uống nước ngọt, không chịu uống như tôi cứ nước ngọt là khỏe, không chịu, cứ phải bia bọt, cứ phải rượu. Xin lỗi anh chị em, có những người giáo dân họ than phiền về các đấng các bậc, vui quá chén rồi cũng mất hết, không kiểm soát được mình nữa, mặt cũng đỏ bừng lên, rồi đi đến chỗ nào cũng cha cũng với con ly, rồi cha cũng với con ly. Thanh niên giới trẻ thấy cha chịu chơi quá phấn khởi cũng cụng cụng, lúc cha có khi chẳng biết đường về nữa. Mình nghĩ là như vậy. Tôi có anh bạn trẻ linh mục, hồi đó tôi phụ trách giới trẻ thì anh ấy làm thầy, sau đó thì anh chịu chức. Rồi như thấy tôi sinh hoạt với giới trẻ, anh cũng muốn phải làm cho thành một người và hòa mình với giới trẻ, phải làm sao cho thần tượng của giới trẻ. Tôi ca hát nhảy múa nhưng mà tôi tuyệt đối không bao giờ tôi uống một giọt rượu, một giọt bia. Anh thì ngược lại, anh nói mình phải hòa mình lòng ơi. Thế là anh lao vào với giới trẻ. Giới trẻ thấy vậy cũng thích, cứ là rủ cha hết đi nhậu chỗ này, đi nhậu chỗ kia. Nghĩ rằng như vậy thì mình mới hòa đồng, hòa mình. Tôi nói không phải đâu. Anh mà càng làm như vậy nó càng coi thường anh. Lúc nó vui thì nó bảo anh tốt quá, hay quá, chịu chơi. Nhưng mà nó về nó nói chuyện với nhau, nó bảo trời cha cũng thế thôi, cha cũng say sưa như tụi nó thì có ai hơn gì đâu. Và cuối cùng hậu quả là anh không kiểm soát được mình nữa. Có khi tới giờ lễ mà còn đang say, đang xỉn, chưa có giờ ra làm lễ được. Rồi cuối cùng thì Đức Giám Mục phải cho anh ấy về nhà. Và anh lựa chọn là về nhà sống được với gia, với bố mẹ, anh không đi lập gia đình. Nhưng mà Đức Giám Mục bảo khi nào mà bỏ được rượu thì hãy quay lại làm mục vụ. Vô phòng rượu còn nằm đầy, chai còn nằm đầy dưới gầm giường. Tôi gặp anh ấy, tôi nói thôi bỏ đi, quay trở lại đi. Anh bảo bây giờ mình không bỏ được nữa. Tôi mời anh đi giải tội các thứ, anh bảo thôi bỏ lâu rồi ngại không giải tội. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, chính linh mục chúng tôi cũng đâu phải là ai cũng có thể kiểm soát được mình đâu. Nếu không có ơn Chúa và cái phải ý chí, nghị lực của mình. Chứ không phải là mình nói ơn Chúa nhưng mà mình không cố gắng, không nỗ lực, làm sao được. Ơn Chúa ban mà mình không chịu đưa cái ly ra mà hứng, cứ rượu không uống vô bảo xin Chúa. Có người nói thưa cha con thề, bảo thề bỏ rượu, bảo thề là sao, thưa cha con thề từ đây trở xuống không bao giờ uống rượu, nó chỉ cái cằm nó xuống. Từ cằm trở xuống, từ đây xuống không bao giờ uống rượu, không một giọt con không uống, mà từ đây trở lên con không kiểm soát được, con không biết. Như không thì thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, cầu nguyện cho những người lãnh đạo biết kiểm soát chính mình. Dĩ nhiên Phaolô bảo rượu làm vui lòng người, anh hãy uống tí rượu cho nó ấm bụng. Mình biết kiểm soát, biết làm chủ được, cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Nhưng mà nếu mình không kiểm soát, không làm chủ được thì
cái gì quá thì nó cũng không tốt nữa. Dù nó tốt, thuốc bổ chẳng hạn, tốt không? Một viên tốt không? Anh dốc một phát 10 viên thì có còn tốt nữa hay không? Nó tốt quá, nó nổ tung cái bụng ra thôi. Thế chứ, biết làm chủ chính mình. Thế thì biết rằng mình không thể dừng lại một ly thì đừng uống ngay từ đầu. Có nhiều bà con chỉ uống một ly thôi, nhưng mà một ly xong tới ly thứ hai có không? Nó lỡ rồi, nó cứ quá chớn, thôi cha, cho nó vui đi mà. Nhưng mà mày có dừng lại hay không? Cho nên suốt 20 năm trong những chuyến công tác bác ái, nhất là đi về dưới miền quê, các cha dưới miền quê, miền Tây mà hay đưa đế ra cho các em ăn cơm trưa, cơm tối, hay đưa đế ra, đưa rượu ra, nói cho các em vui tí. Chả nhẽ có thịt thả cá mú đồ dưới quê vớt lên này, gọi cá hay là cái gì đó mà không có rượu, nó không có tiêu. Tôi nói tuyệt đối con xin lỗi cha, các cha có buồn con xin chịu. Tuyệt đối đi công tác bác ái, không một ai được phép nhấp dù chỉ một giọt mà thôi. Tuyệt đối, nếu mà muốn uống thì con cho đi về ngay. Vì khi mình uống rồi ra phát quả, mặt mình đỏ. Rồi khi mình nói mình hát hơi mùi rượu không? À, lúc đó mình nói làm sao? Trời ơi, nhóm phát quà mà nó sặc mùi rượu, tiêu rồi. Dù chỉ một đứa thôi, bạn hiểu không? Dù chỉ một đứa thôi, nhưng mà người ta có nói là một đứa không? Không, còn một đứa uống thì chắc là tất cả đều uống, chứ còn gì nữa, có bao giờ một đứa uống bao giờ mà thôi. Cho nên các em nó bảo sao cha khó thế, mấy cha bảo sao cha khó thế, bảo đó là luật không thay đổi. Bất cứ trường hợp nào bảo vui một tí, ngay cả nó hơi tối nay ăn xong rồi đi về, hết phát quà rồi tôi đi về, tôi bảo về đến nhà muốn uống sao uống. Còn ở trên xe, còn danh nghĩa là công tác bác gái thì một giọt cũng không uống. Ai mà vi phạm xuống xe tôi thuê taxi cho về ngay. Những người nước ngoài muốn đi cũng trao cho nó vui một tí, bảo không bao giờ. Có nhiều cách vui chứ đâu phải cứ có rượu mới vui. Có khi rượu vào nó còn đám cưới đó, có nhiều trường hợp đám cưới vui vẻ cụng ly mà mình không cụng với họ, hoặc là mày coi thường ta phải không, mày không uống, hay là mày thách đấu với nhau, sau đó thì cãi nhau và đám ma biến thành đám tang. À xin lỗi, đám cưới biến thành đám tang. Đám cưới đang vui vẻ với nhau như vậy thôi, nhưng mà cụng quá rồi đập đầu đập ghế rồi chém giết nhau thành đám tang. Chẳng có cái gì gọi là không có rượu thì nó không vui. Tôi sợ rằng có rượu vào nó mất vui thì hơn. Vì mình hay khích nhau đúng không? Mày con trai nam vô tiểu như kỳ vô phong, trai mà không có rượu như là cái cờ mà nó không có gió, nó không có bay được. Tôi bị chê hoài chứ. Chính em linh mục chê tôi, Long này không uống một tí nào, chán quá, mất vui mày đấy, cái thằng Long mà chá ra Long cái gì à. Tôi bảo thôi tôi chấp nhận, con anh có cha nó thằng hèn hạ quá không biết uống, tôi còn chấp nhận hèn hạ vậy chứ con biết sao được. Mình đã, tôi nói bảo tôi có lời thề giống như là Samson một giọt rượu cũng không uống. Thì thưa anh chị em, đọc cái câu chuyện của Tú Yên trong tranh này mới thấy cái hậu quả của rượu. Nhưng mà cái điểm tích cực mà tôi muốn nói tới đó là Tú Yên đã biết ăn năn hối hận. Cái quan trọng là ăn năn hối hận và Giáng Kiều sẵn sàng tha thứ nếu Tú Yên thật tâm ăn năn hối cải. Luôn luôn có cơ hội cho con người biết quay trở về. Hình ảnh của Giáng Kiều, một người biết thương xót, biết tha thứ, Chúa của chúng ta cũng như thế. Chúa của chúng ta sẵn sàng tha thứ cho ta nếu ta thành tâm thống hối quay trở về. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của ta nếu ta thành tâm thống hối quay trở về. Có điều, có thực sự muốn quay trở về hay không? Có khi Chúa cho ta thấy được cái hậu quả của tội lỗi, thấy được cái sự tan nát của việc chạy theo ma quỷ. Lúc đó ta mới thống hối quay trở về. Còn nếu mà cứ làm ăn ông đại gia này, mà cứ ông cứ giàu có mặc áo đẹp như thế này, ông cứ đi uống như thế này, ông đã quay trở về chưa? Việc chỉ có hai cách cho ông quay trở về. Tôi nói với người vợ đến cầu nguyện, cha chồng con uống quá. Tôi nói tại sao nó uống được? Anh ấy điểm mà làm ăn được, cứ đi chơi với bạn bè là uống suốt. Tôi nói có hai cách, tôi cầu nguyện cho nó quay trở về. Và cha có cái nào? Và có hai cách. Và cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là cho nó phá sản, nó không còn tiền nữa. Bạn bè nó có đến chơi với nó nữa không? Có tiền mua rượu nữa không? Có tiền mua mồi nữa không? Còn uống được nữa không?
Cái thứ hai, thực ra cách thứ hai là sao? Cho nó ung thư gan. Cho nó ung thư bao tử. Uống nữa không? Hay là ung thư cùng vòng họng uống nữa không? Đó, muốn nó như vậy hay không? Tại sao ta không dừng lại trước khi Chúa ra tay? Giờ của lòng thương xót đang để cho ta hối cải quay trở về. Mà ta không hối cải, không quay trở về thì giờ của sự công thẳng. Hai cách, một là phá sản không còn độc nào. Hai là bị bệnh nan y, ung thư gan, ung thư vòng họng. Uống đi. Uống nổi nữa không? Nhưng mà tại sao cứ phải để cho Chúa ra tay mạnh như thế thì mới quay trở về? Bị anh ngoan lắm rồi cha. Bảo sao vậy? Anh chẳng còn đồng nào trong túi nữa. Tối ngày anh đọc kinh, trước tối ngày anh đếm tiền. Giờ anh hiền lắm cha, sao vậy? Anh đọc vòng học anh đâu la được nữa. Trước uống vừa là la rồi chửi mắng vợ con. Bây giờ Chúa để cho anh đọc vòng học thở rồi không được chứ đừng có mà la. Muốn vậy không? Muốn. Thưa anh chị em, có nhiều khúc trong cuộc sống của chúng ta cứ phải để Chúa ra tay mới chịu được. Trong câu chuyện, trong tranh này chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người được là tu yên phần 2 của câu chuyện, tức là biết hối cải quay trở về, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa sẵn sàng tha thứ cho ta như hình ảnh của Giáng Kiều, hết lòng yêu thương người chồng của mình và sẵn sàng tha thứ, hy sinh hết tất cả. Chúa cũng vậy, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của người, máu và nước rửa sạch tội ta, để cho ta được làm con của Chúa nếu ta thành tâm thống hối quay trở về. Lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của ta. Con say sưa khúc ca tạ ơn, vang tiếng lòng rộn rã muôn nơi. Ngài yêu con mãi mãi không phai, nhưng con yêu Ngài bao lần đổi.